Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop rồi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng. Mọi người trả góp qua ngân hàng thì mọi người chỉ cần căn cứ công dân, và trên nữ thì 18 tuổi và nam thì 21 tuổi là có thể qua bên mình làm hồ sơ rồi. Bên mình thì không hỗ trợ nợ xấu nha. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình thì có trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0616 8748 nha. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin vào trang fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo mình đều dùng hai số điện thoại này luôn. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách sẽ là bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Thì hôm nay mình cũng có về thêm được một số máy mới giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. iPhone 13 Pro Max mọi người. Con này màu vàng nha. Màu vàng thì mình có bản 256GB Việt Nam và 128GB Việt Nam nha. Màu vàng thì bên mình 128GB thì chỉ có 13 triệu 7 thôi. Còn bản 256GB 15 triệu rưỡi nha. Máy thì còn đẹp nha. iPhone 13 Pro Max 128GB pin 86 máy 97 nha mọi người, chỉ có 13 củ 3 thôi, hợp lý cực kỳ nha. Vivo V23e RAM 12256 máy đẹp 99, mình đang có hai màu, RAM 12256 thì 6 củ 9 và RAM 8256 thì bên mình chỉ có 6 củ 6 thôi nha mọi người. Samsung Galaxy S21 FE bản Mỹ 1 SIM, chip Snapdragon là 888 màn hình 120Hz. Con này thì RAM sẽ là 6GB, nhớ trong 128GB nha. Rồi, máy thì còn rất là đẹp luôn mọi người. Màu đen. Màu vàng nữa nha. Đây, màn hình tần số quét 120Hz AMOLED. Cây này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 9 nha. Samsung Galaxy S23 FE, máy đẹp lay new luôn, còn cả siêu viền, chưa một vết trầy như con máy mới luôn nha mọi người. Cây này thì bản Mỹ, thì sẽ là 2 SIM, một vật lý và một eSIM nha. RAM 8128, màn hình 6.4, tần số quét 120Hz nha. 2 SIM, một vật lý và một eSIM, chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha mọi người. Cây này máy đẹp lay new như thế này, bên mình bán cho mọi người với giá là 7 triệu 9 nha. Xiaomi Redmi K60 RAM 8128 là 5,2 triệu, RAM 10 RAM 8256 là 5,4 triệu và RAM 12256 là 5,6 triệu và RAM 16256 là 6 triệu là 5,8 triệu nha. Đây mình có một cây máy RAM 8256 này, chỉ có 5 củ 3 luôn. Có cây 4 củ 9 luôn nha, tùy theo tình trạng nha mọi người. Xiaomi Redmi Note 13 RAM 8128 máy đẹp 99 nha, Note 13. 3,7 triệu, con này màn hình AMOLED. Oppo A74 RAM 8128 nha, 2,3 triệu. Một con máy nồi đồng cối đá nha mọi người. Cây này là cây Samsung X-Cover Pro nha, 2 SIM, RAM 4164. Con này thì sở hữu màn hình LCD 6,3 inch và chip là Exynos 9611 nha, chỉ có 2 củ 350 thôi. Con này có khả năng kháng nước, kháng bụi và chịu đựng qua là tốt nha. Zeekr T100, một con máy nồi đồng cối đá còn một cây duy nhất nha, chỉ có 2 củ 950 thôi, RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. Vivo Y12 RAM 3 bộ nhớ trong 64GB nha, 1.550.000 thôi. Vivo V25e mọi người, vuông bóc luôn nha. Máy đẹp như mới luôn mọi người. Như mới luôn nha. Con này sở hữu màn hình AMOLED và có một camera chụp hình rất là đẹp luôn nha. Phụ kiện là rất là đầy đủ mọi người. Cáp, sạc, tai nghe và có thêm cả cái cổng chuyển đổi luôn nha. Máy như thế này nè, mới như thế này, chưa một vết trầy luôn, vuông bóc. Bên mình bán chỉ có là 3 củ 9 nha mọi người, 3 triệu 9 nha.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra một SIM bản hàng, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, 7,2 triệu nha. S21 Ultra mã Mỹ, RAM 12, 128, mình đang có hai màu nha, bạc và đen, máy đẹp keng 99 như thế này nè mọi người, 7,350,000 nha. S21 Plus bản Mỹ, RAM 8, 128, 5,8 triệu. Con này thì mình đang có 3 màu nha, màu đen, màu bạc và thêm cả màu tím nữa nha mọi người. Oppo A60 bảo hành chính hãng rất là dài luôn. RAM con này thì 8, 128, 3,9 triệu và RAM 8, 256 là 4,3 triệu nha. Máy đẹp keng 99 nha mọi người. Oppo Reno 8 Pro 5G, RAM 12, 256, chip 7 Gen 1 bản quốc tế nha, máy đẹp lay new, 5,1 triệu. Xiaomi 12 Pro mọi người, cây này thì mình có một cây RAM 8, 128, bên mình bán chỉ có là 5,7 triệu và 8, 256 là 5,9 triệu nha, máy thì đẹp 97-98%. Con này sở hữu màn hình 2K này, chip 8 Gen 1, camera 50 chấm, pin cực kỳ trâu luôn. Sony Xperia 5 Mark 3 nha mọi người, một con máy chip nắp là gần 888, RAM 8, 128 nha, máy thì còn đẹp 98 nha mọi người, 4,2 triệu. Sony 5 Mark 3 cũng có một cái camera zoom rất là xa, màn hình thì 6,1 inch, độ phân giải là Full HD nha, viên pin thì 4,5 inch. Con này là con Realme GT Neo 3 150W, chip 870, RAM 8, RAM 12, 256, màn hình AMOLED nha. Cây này thì bên mình chỉ có là 4,250,000. Và tiếp theo là Realme GT Neo 3T, RAM 8, 256, máy cực kỳ đẹp luôn, cũng chip nắp là gần là 870 nha. Cây này thì bên mình bán 4,250,000 nha. Realme GT Neo 6 xe, RAM 12, 256, 5,8 triệu. Realme GT Neo 5 xe nha, mình có bản RAM 8, 256 và 12, 256. 8, 256 thì chỉ 4,850, 12, 256 thì chỉ có 5,150 thôi. Một cây cuối cùng cho mọi người này, LG Velvet Hero, RAM 8, 128, 5,5 triệu nha. Samsung A05 nha mọi người, con này RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, ngoại hình tổng thể thì rất là đẹp nha, A05S nha, 2,8 triệu. Samsung Galaxy S21 FE, cây này thanh lý nha, có đường sọc này, cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1,950,000 nha, 1,950,000 thôi, S21 FE Việt Nam nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 cũng cực kỳ rẻ luôn, có một đường sọc nha, 1,950,000 luôn nha mọi người, quá là rẻ luôn, cho anh em trải nghiệm một con lắp gặp nha. Một em siêu rẻ nữa cho mọi người nè, Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Cây này thì màn hình nó hơi bị nhăn xíu nha. Đây đó. Màn hình nói chung là chỉ nhăn cái miếng ở ngoài thôi, còn mọi chức năng full nha. Chỉ có 3 triệu thôi nha mọi người, 3 triệu nha. RAM sẽ là 8, 128. Cái này Samsung thì nó khá là dở. Z Flip 4 thay lưng rồi, rẻ bèo luôn, 5,5 triệu nha mọi người, RAM 8, 128, Z Flip 4 nha. Samsung A15, RAM 8, 256, 3,5 triệu, máy đẹp keng 99 nha, A15. Samsung Galaxy Note 20 bản Mỹ, RAM 8, 128, 4,8 triệu, máy đẹp nha.
Xiaomi Redmi Note 12, con này thì RAM 4 bộ nhớ trong là 128GB, màn hình AMOLED, máy đẹp 98 nha, 2.650.000. K30 Pro, RAM 8 256GB, chip Snapdragon là 865, màn hình AMOLED, camera thò thụt nha, 3.600. Xiaomi 12 Pro mọi người, con này RAM 8 còn nhớ 256GB. Con này máy 97 mọi người ơi. Con này bán rẻ thôi, 5.700.000 nha. Còn một cây K30 Pro, RAM 8 còn nhớ 256 nữa nha, máy rất là đẹp. 3.600. Redmi Buds Pro mọi người. Redmi Buds Pro. Màn hình cực kỳ to luôn, 12,1 inch, độ phân giải là 2,5K nha. Redmi Buds Pro này thì bên mình bán chỉ có là 5.600.000 nha. Con này thì màn hình 120Hz, viên pin được 10.000 và có chạy con chip Snapdragon là 7S Gen 2 nha. Một cái máy màn hình siêu to, 4 loa âm thanh body up mode cực kỳ hay nha, 5.600.000. Xiaomi Redmi Buds 5 mọi người, khá là đẹp luôn nha. Redmi Buds 5, con này thì RAM 6 128, màn hình là tràn viền 4.600.000 thôi nha. Con này màn hình cũng 2K 120Hz, chạy chip Snapdragon là 860. Xiaomi Redmi Buds Share mọi người, con này thì RAM 6 128, chạy chip Snapdragon là 680 nha. RAM 6 128, 3.400.000 thôi nha mọi người. Màn hình con này cũng lên đến 11 inch nha. Mi Buds 6 mọi người, một con máy 4 loa luôn, chạy chip Snapdragon 870, RAM 8 128, camera 13 chấm, rất là đẹp luôn nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 6.500.000 nha. Xiaomi Redmi K40 Gaming, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB nha. Máy cực kỳ đẹp mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên mình để cho mọi người chỉ với giá là 3.850.000 nha. Vivo V29 5G, RAM 12GB, bộ nhớ trong con này là 256, chip Snapdragon là 778, một cái màn hình siêu đẹp luôn nha. Cây này thì bên mình bán cho mọi người chỉ với giá là 6.700.000. Oppo Find N3 Lite nha mọi người. Con này thì RAM 12, bộ nhớ 256GB. Có một cái màn hình trong kích thước khá là lớn luôn, 6,8. Chạy chip Dimensity là 9200 nha, 9200, viên pin 4300, camera 50 chấm, camera có NBO xử lý hình ảnh Mali Silicon X nha, và có hợp tác với Hapsol Palace luôn. Khả năng chụp hình của con này thì siêu đẹp luôn nha mọi người. Bên mình bán cho mọi người chỉ với giá 11.700.000 nha, 11.700.000. Realme V30T mọi người, 2.450.000. RAM con này thì sẽ là 4GB, bộ nhớ trong 128, máy mới nha, máy mới V30i nha. Oppo A2X 5G, RAM 6 128, 3.100.000 mọi người, máy mới luôn nha. A2X 5G thì thiết kế khá là đẹp. Đây. A2X 5G nha, RAM 6 128, 3.100.000 nha.
Còn một cây Nokia C20 RAM 2 bộ nhớ trong 32GB 1,1 triệu. Huawei Nova 9 xe nha mọi người, Nova 9 xe 3 triệu nha, thanh lý cho anh em còn 3 triệu rồi. Nova 9 xe. Oppo A77s nha mọi người, RAM 8 128, bên mình bán với giá là 3 triệu. Realme 11 nè, cực kỳ rẻ luôn mọi người, Realme 11 nha. Con này RAM là 8 128, 3 triệu 4. Poco F3 hàng chính hãng nha, RAM 6 128, máy đẹp 99 mọi người. Con này thì bên mình bán là 3 triệu 850 nghìn nha. Siêu phẩm màn hình gập Z Fold 5, RAM 12 và nhớ 2 556GB, chỉ có 19 cũ nữa thôi nha mọi người. Ngoại hình đẹp keng 99%. Và mình có bản 256GB mã hàng nữa nha. Còn những con này thì nó đều 2 SIM hết, một vật lý và một eSIM nha. Chỉ có là 19 cũ rưỡi. iPhone 13 Pro Max 128GB, pin 88, con này nó hơi trầy xíu nha, chỉ có 13 triệu 8 thôi. iPhone 12 Pro 512GB, pin 84 nha, bản 512GB, 9 cụ 8. iPhone 8 Plus, máy lóc nha, 64GB, pin 100, 2 cụ 3. iPhone XS Max, 64GB, pin 80 nha, con này thì máy zin, 5 cụ 7. iPhone 11 Pro mọi người, 11 Pro, máy lóc luôn nha, chỉ có 4 cụ 8 thôi, khá là mềm, máy nguyên zin. Một cái máy khác rất là rẻ luôn, cái iPhone X 256GB luôn nha, chỉ có 3 củ 7 thôi. Con này là con iPhone SE 2 củ rưỡi thôi mọi người. Con này thì 128GB luôn, pin thì thay pin rồi nha, thay pin rồi. Xiaomi Redmi K40 mọi người, RAM 12 của nhớ 256GB, chỉ có 4 củ thôi nha. Bốn cũ là mình có hai màu này, màu trắng, màu đen, màu cả màu bạc nữa nha, màu bạc luôn, ba màu luôn. Con này là con Realme 11 mọi người, RAM 8 256, một con máy nói chung là có cái màn hình tần số quét 90Hz, camera 108 chấm, màn AMOLED luôn, chỉ có 3 cụ 8 thôi. Và mình có cái cây này thì bản 128GB, 3 cụ 4. Poco F3 mọi người, Poco F3 là phiên bản chính hãng của con Redmi K60 nha mọi người. Con này thì RAM 6 128, chỉ có 3 củ 6 thôi. Và con này là con Huawei, Huawei Nova 11i nha, RAM 8 hay bộ nhớ trong 128GB, chỉ có 3 triệu 250 nghìn thôi. Xiaomi Redmi Note 9T 5G nha mọi người, RAM 6 128, 2 triệu 1 nha, Redmi Note 9T 5G. Con Vinmax Soi 4 mọi người, Vinmax Soi 4, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, chỉ có 1 triệu 8 thôi nha. Con này là con TCL 40SE mọi người, RAM 4 128, một con máy camera 50 chấm, màn hình rất là to, chỉ có 2 triệu nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi gì thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình.